sao vậy? Cô tưởng cô cần những thứ đó chứ? Không phải cô muốn tới với tôi bằng tên một đêm sao? Tại sao? Tại sao ngay cả anh cũng đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao hả? Đời này công bằng lắm. Cô đối xử với người khác như thế nào, họ cũng đối xử với cô như vậy thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại đột ngột hất hủi tôi như vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi cũng có hứng thú với cô, nhưng cô cứ tìm đến tôi thôi mà. Cô không thích lừa con gái, đã ngoan ra sao? Đi lừa thiên hạ. Ra là vậy. Ra là anh nghĩ về tôi như vậy. Hoàng à, anh Uy là chủ quán bar, anh đang cần tiếp viên. Cô có cần tôi giới thiệu không? Mà tôi cũng vô duyên thật. Anh với cô cũng thân thiết với nhau lắm mà. Anh còn nói anh rất có hứng thú với cô. Vậy tiện quá còn gì. Tôi làm anh rồi. Là tôi làm anh. Từ giờ coi như tôi chưa từng quen biết anh. Giữa đôi ta nghìn trùng sang biển. Đêm nay tìm về chốn bình yên. Gió tan dần bao cách xa biệt buồn. Mai ơi, Thư, có chuyện gì vậy? Vô mau, đi vô mau. Dậy, dậy đi, dậy, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Dậy đi. Cái gì tụi đó? Bay lên cái củ đỡ đi, nha. Mày ngồi nghỉ đi. Sao? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại tới nhà tao vào giờ này? Chuyện dài lắm. Thôi, mày đi thay đồ đi. Tao lấy đồ cho mày mượn nha. Tao có rồi. Nhà vệ sinh ở đây nè. Mày đã ăn uống gì chưa? Không phải như vậy. Có chuyện gì hả? Mày có sao không? Không sao. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Trời, mày sốt rồi nè. Lan. Vậy có chuyện gì vậy? Mày còn thuốc hạ sốt không? Cho Thư một viên. Thôi, để tao ra ngoài mua cho nha. Thôi, không cần đâu Lan. Mình ngủ một chút là khỏe lại rồi. Mày uống miếng nước đi. Mày thấy đỡ chưa? Tao xin lỗi, đã làm phiền mọi người thức giấc. Có gì đâu, tụi nó đặt lưng xuống là ngủ liền à.
Thôi ngủ tiếp nha. Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, đợi sức khỏe hồi phục rồi hãy tính. Tao sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn hại tới mày đâu. Cảm ơn mày nhiều. Ba ơi ba, con giờ con biết phải sống sao nữa. Ba ở xuống vàng có biết được cho con không? Anh ngồi đây bộ chẳng lẽ anh xấu hổ chị dâu không dám vô hả? Hay là anh ngại em? Yên tâm đi, em không có phá đám hai người đâu. Tại em quên bộ bài nên về lấy cho mấy đứa bạn chơi vậy mà. À, ủa chị dâu đâu rồi? Anh Nghiêm, sao vẻ mặt anh đáng sợ vậy? Anh với chị dâu có chuyện gì hả? Anh Nghiêm, anh với chị dâu có chuyện gì hả? Không có chuyện gì đâu. Không, chắc chắn là phải có chuyện gì. Em thấy mặt anh khác lắm á. Anh nói là không có chuyện gì mà, đừng có lèm bèm nữa, không có tốt đâu. Anh đừng có trách chị dâu, là em kêu chị ở lại đây á. Em thấy chị đáng thương quá. Đừng nói chuyện đó nữa nghe chưa? Từ đây về sau á, đừng bao giờ nhắc tên Thương trước mặt tao nữa nghe chưa? Anh. Ý trời, bộ tới qua đi chơi với trai hay sao mà dậy trễ vậy em? Vô Duyên. Mai ơi, gọi Thư dậy đi học. Thôi cứ để cho nó ngủ thêm tí đã. Thư, dậy đi. Dậy đi. Vẫn còn nóng nè, mày đi học nổi không? Thôi dậy đi, dậy đánh răng rửa mặt á, rồi tao mua cho mày tô cháo. Dậy đi. Mày ăn tô cháo, uống thuốc, rồi ở nhà nghỉ cho khỏe. Tao sẽ điểm danh cho mày. Ừ, cảm ơn mày.